Ý là thứ năm này là xin mời Vinh nào. À, con thưa thầy là mỗi bài kiểm tra ta có 10 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai hoặc không trả lời thì được không có điểm, thì tức là điểm bé nhất đến điểm lớn nhất sẽ là từ 0 đến 10, mà trong trường hợp xấu nhất thì sẽ có cả 2 lần từ 0 đến 10, và chỉ thêm một học sinh nữa cả có 2 lần từ 0 đến 10 thì mà có 10 câu hỏi thì tức là cần phải có ít nhất 10 bạn học sinh có 10 điểm khác nhau, mà trong trường hợp xấu nhất thì có 2 lần 10 bạn học sinh khác nhau thì thêm một bạn học sinh nữa là chắc chắn có 3 bạn điểm bằng nhau ạ. Tổng là bao nhiêu? Thì tổng là 21. Có bạn nào ở cái quả khác không? Nhìn đáp án nào. Nó không phải 21 mà nó là 23. Tại sao lại 23? Nhìn nhá. Bạn Vinh, bạn hiểu ý ý tưởng của câu này. Nhưng các con quên một điều rằng là đây nhá. Nhìn này. 10 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Trả lời sai hoặc không trả lời không có điểm. Vậy thì cái số điểm bắt đầu chạy từ 1, từ 0 cho đến 10. Chứ không phải là từ từ 1 đến 10. Mà nó phải là từ 0 đến 10 thì sẽ suy ra được có tất cả là 11 loại điểm. Tân hiểu không? 11 loại điểm. Vậy trong trường hợp xấu nhất để có được 3 nhé. Trường hợp xấu nhất nó sẽ là 11 nhân với 2 thì bằng 22 điểm. À, 22 học sinh. 22 học sinh có nghĩa là trường hợp xấu nhất là gì? Mỗi một loại điểm có 2 học sinh là 22. Suy ra để chắc chắn phải lấy 22 cộng với 1 thì bằng là 23. Giờ lên đây con hiểu rồi. Con hiểu chưa? Rồi ok, đến câu số 5. Rồi còn câu nào nữa? Hãy đi. Câu 7 làm thế nào đấy? Câu 6, Câu câu 7. 6. Ở đâu rồi? Bỏ thời câu 7. Ra. Câu 6 không biết nào luôn hả? Ba hai một mà Câu 7. nhân với 101 thì sẽ bằng 321 nhân với 100 rồi cộng với 321 nhân với 1, được chưa? Thì cái này sẽ ra được là 32421. Con hiểu chưa? Tuấn hiểu chưa? Đấy, mình tách 101 này ra này. Tách 101 ra sẽ bằng là 100 cộng với 1. Lúc này mình sẽ được có nghĩa là như thế này này. Có nghĩa là bằng là 321 nhân với mẫu đơn 100 cộng với 1. Đấy. Thì mình được một số nhân với một tổng. Ok chưa? Rồi, đấy là câu số 6. Đây là câu bởi. Bảy a Câu bốn bởi á. không phải có Ê. câu 7 này. 1 nhân 2 cộng 2 nhân 3 cộng 3 nhân 4. Ok chưa? Ai làm được câu này? Và cứ như vậy. Từ 2 đến 19 là sẽ được nhân 2 lên. Thì ta chỉ biết cách viết thôi, nhưng mà cách giải thích con khó vậy, con cũng không biết giải Bao thích kiểu nhiêu? gì. Lớp mình chọn đáp án nào? Bằng B ạ. Vấn đề làm nào ra B này. À, để ý thấy này. Bây giờ thầy sẽ thấy được rằng là đây có 1 nhân 2 này. 1 nhân 2 này, 2 nhân 3 này, 3 nhân 4 này. Thấy không? Cứ như vậy đến 17 nhân 18, 18 nhân 19, 19 nhân 20.
Vậy thì các con để ý một điều rằng là gì? À, thầy sẽ cái này nhân với 3 nào. 1 nhân 2 xong rồi nhân với 3. Được không? Tức là cái 3 này thầy sẽ biến thành là 4 trừ đi 1 được không? Là 3 nhân 4. 3 nhân 4. Được chưa? Vậy thì nhân với 3 chính là bây giờ thầy không phải lên 4 trừ 1 nữa mà thầy nhân với 5. 3 chính là 5 trừ 2. Hiểu ý chưa? Hiểu ý chưa? Rồi, thầy cứ như vậy thì thầy sẽ có được cuối cùng là gì nhỉ? Cuối cùng là gì? 19 nhân với 20 rồi nhân với bao nhiêu? Để có nhân 3 chứ là nhân với bao nhiêu? 20 trừ 17 29 trừ 17 Nhân với 21 trừ đi 18 đúng không? Được chưa? Đúng không? Hiểu ý không? Vậy thì lúc này thầy sẽ bằng là 1 nhân 2 nhân 3 thầy cộng với 2 nhân 3 nhân với 4. Xong rồi lại trừ đi 2 đâu nhỉ? 2 nhân 3 nhân với 1 không? Hiểu ý chỗ này không? Thầy lấy cái này này, nhìn này. 2 nhân 3 nhân với 4 này. Rồi đây là dấu trừ này. Thì thầy vẫn trừ đi 2 nhân 3 nhân với 1 này. Giơ tay lên con hiểu này rồi. Đấy. Sau đó tiếp tục này. Thầy cộng với là 3 nhân 4 nhân 5. À chỗ này có dấu nhân này, đấy, quên thiếu dấu nhân này. 3 nhân 4 nhân 5. Rồi lại trừ đi 3 nhân 4 nhân với 2. Thấy không? Đấy. Cứ như vậy. Chấm chấm chấm. Thì thầy có được bao nhiêu nhỉ? 19 nhân 20 nhân 21 và trừ đi 19 nhân 10 nhân 20 nhân 18. Đấy. Thì lúc này sẽ bằng này. Có thấy rằng là 1 nhân 2 nhân 3 này với này là hết đúng không? Thấy không? Hiểu ý không? Rồi 2 nhân 3 nhân 4 này với là đây trừ đi cho 3 nhân 4 nhân 2 giống nhau mà, hết. Và cứ như vậy cái này cũng hết. Đến cái nào? Đến cái này hết đúng không? Bây giờ nó chỉ còn lại là bao nhiêu? Còn lại là 19 nhân 20 nhân 21. Đấy. Rồi con tính cho bằng bao nhiêu? 7.980 đúng không? 7.980. Vậy thì con suy ra lúc nãy mình vừa nhân 3 đúng không? Vậy suy ra cái kết quả của mình có, nếu mà thầy đặt cái này bằng A. Đây, cái này bằng A thì cái chỗ này, cái chỗ này nó sẽ bằng là A nhân 3 này. Nha, bằng này. Vậy suy ra A sẽ bằng là 7.980 chia cho 3 thì bằng là 2.660 nha. Đấy. Giờ mình hiểu chưa? Nhưng thầy ơi, tại sao lại lôi ra cái số 21 từ đâu ấy thầy? À 21 ấy, lôi ra 21 để 21 trừ đi 18 ấy, thì nó vẫn bằng 3 mà. Thay vì mình nhân 3 thì mình nhân với 21 xong trừ đi 18. Hiểu không?
mục ạ. tiêu của mình ấy để nó có được một cái nhóm như này này, thì cho đây mình sẽ được là mây là 1 2 3 này, đây là đây 4, 4 trừ đi 1 này thì vẫn còn 3 mà. Cái này thực tế nó vẫn 3 nhân 4 nhân 3 này, nhưng mà chuyển thành là 5 trừ 2 để mình có được cái trừ 1 đây hết cái này. Đấy. Vậy thì dạng bài này nó bao nhiêu đi chăng nữa thì các con mà thấy rằng là 1 nhân 2 rồi cộng 2 nhân 3 cộng 3 nhân 4, cứ như vậy đến 19 nhân 20. Nếu như mà ví dụ bài toán này nó đến 29, thầy ví dụ thế nhá. 29 nhân 30. Đấy. Nó cho một dãy tương tự như vậy nhưng cho đến 29 nhân 30. Vậy thì mình phải suy ra được gì nhỉ? Kết quả nó sẽ là 29 nhân với 9 x 30 30 nhân thì với mình 31 31 và chia 1 chia 3 cho 3. cho 3. Rồi. Còn nếu như mà nó đến 9 nhân 10 thì hình như là có một bài như thế đấy. 9 nhân 10 đúng không? Thì mình đây sẽ phải là bao nhiêu? 9 9 nhân 10 nhân nhân 10 nhân với 11 11 11 ạ, chia chia 3. xong chia cho 3. Rồi đấy. Rồi lớp mình làm đi. Câu này là câu rất hay đấy. Nào, câu 8 này. Muốn làm nhanh đúng không? Câu này thì các con lấy cái này nhân lại với nhau xong trừ đi là ra đúng không? Đúng không? Hiểu ý không? Bao nhiêu bạn làm cách này? Rồi lấy hai là nhân lại nhau trừ cái này đúng không? A cái này nhân này chính là bình phương, trừ đi cái này chính là b bình phương đúng không? Thế còn có biết công có một công thức, có một công thức để tính cái này là gì không? Không này Nào cái này nó bằng chắc theo con thì sẽ là bằng gì? A con chưa chắc lắm nhưng mà chắc là a A trừ cộng b à a cộng B nhân với A trừ B. trừ b. Được không? Rồi. Vậy theo bài này mình sẽ có được là A cộng B là 1007 cộng với 993 đóng ngoặc lại nhân với 1007 trừ đi 993. Đấy, tính theo cách này xem là bằng bao nhiêu? Ra 28.000 ạ. Bao nhiêu? 28.000. Bằng 28.000 ạ. 28.000 à? 1.014. Chuẩn không? Chuẩn 28.000 không? Cái này là bằng 2.000. 2.000 nhân 14. À, cái này 2.000 nhân 14 đúng không? Rồi. Bằng là 28.000. Đúng bằng đâu. Rồi, kiểm tra đáp án chuẩn không? Đấy 28.000 này, chuẩn chưa? Lâm hiểu không? Đấy, mình làm cái cách này nhanh hơn nhá. Rồi làm cách này vào đi. Chứ viết luôn cái đề vào nhá để mình dễ hiểu. Rồi nào câu 4 này. Những chỗ này cần kiếm điểm là phải kiếm điểm luôn nhá, chắc chắn nhá. Câu này tìm quy luật đi, alo Bảo Trâm giúp thầy cứ quy luật này. Em biết quy luật rồi nhưng mà em thấy cái cuối nó phải là đáng nhiên nó phải là 7 x 8 chứ phải là thì là đáp án cộng 1 nữa là 57 thì đáp án của thầy nó lại là 43. À, con phải hiểu nó hỏi họ hỏi tìm C trừ cho A cộng B nhá. Nào xin mời ai ai nói chỗ này giúp thầy. Châm châm nói xem nào. Phải làm
Cái quy luật nó là bằng 1 nhân 2 cộng 1 Ừ. bằng 3. Còn ô tiếp theo là 3 nhân 4 bằng 12 cộng 1 bằng 13. Tiếp theo là 5 nhân 6 cộng 1 bằng 31. Và ô tiếp theo là 7 nhân 8 cộng 1 bằng 56 thêm 1 bằng 57. Tức là C bằng 57 đúng không? Rồi, C 57 đây. Câu hỏi là hỏi gì? C trừ A cộng B bằng nhiêu? Thế bằng bao nhiêu? Có nghĩa là bằng 57 trừ đi mấy? 15. Trừ đi 7 cộng 8. Bằng bao nhiêu? 42. 42. 42. Rồi. 42. Đáp án là bao nhiêu? Có bị nhầm thế nào không? Chuẩn 42 C. rồi còn gì? Tuấn ơi hiểu không? Gia Hưng có hiểu cái này chưa? Rồi ạ. À lúc nãy Hưng đòi bấm vào 57 đúng không? Không muốn bấm 57 thì sai rồi. 57 là C thôi. Con có. Tô Tuấn hiểu chỗ này chưa? Giời ơi đẹp trai thế, hiểu này chưa? Rồi ok nhá. Phải để ý kỹ đề là C trừ A cộng B. Hưng hiểu không? Hưng hiểu không? Được. Đừng để bị mất điểm một cách đáng tiếc nhá. Rồi, câu nào nữa hỏi đi. À thầy vừa thấy có cái có phụ huynh nào hỏi câu hỏi gì nhỉ? Câu tổ hợp ấy. Câu tổ hợp này khó, không chịu hỏi này. Đâu nhỉ? Có 10 thôi. Xem nào. Có 10 thầy. Câu 10 này ai biết làm câu này? Nào mà sái bảo Hân nói xem nào. Con Nào. thưa thầy là con để 4,05 ra ngoài. Con lấy 10 cộng 20 cộng 30 cộng 40 là 100. Cũng không, cái này bạn ấy học rồi. Con lấy 4,05 nhân với 100 thì bằng 405 ạ. Kiểm tra đáp án đúng không? Đúng ạ. Đấy, chuẩn đây này. Ai ai chưa biết câu này nhỉ? Ai chưa biết câu này giơ tay lên. Giơ tay lên, ai chưa biết là câu này? Đến đây. Câu này thì làm như này. Đây. Thấy 4,4.05 tức là 4,5, 405. Mang là 4.05 ra ngoài nhân với mở ngoặc 10 cộng 20 cộng bao nhiêu nhỉ? 30 cộng 40. Ui rồi. Đẹp thế nhỉ. 4.05 nhân với 100. Muốn nhân một số thập phân với 100 thì gì chỗ phẩy sang bên phải hai chữ số bằng là 405. Con ơi hiểu chưa con? Hiểu chưa? Ui thắng luôn xem nào. Hiểu không? Rồi ạ. Hay không? Hay không? Rồi, ok. Tiếp. Câu 16. Câu 16 ạ. Ôi giời. Được, bắt đầu lớp mình bắt đầu hỏi thì hỏi nhiều đấy. Lúc đầu bảo hỏi đi không chịu hỏi bây giờ. Ui giời ơi. Có bao nhiêu hình tam giác vuông thì đếm thôi. 17 hình. Nhưng mà con chưa hiểu tam giác vuông cho lắm. Mẹ con giải thích thì con cũng chưa hiểu lắm. Chưa hiểu Mà sao tam thì giác có góc vuông nhỉ? Tam giác vuông là tam giác có vuông góc tam vuông, giác nhưng là mà góc mẹ vuông đi. mẹ xong cái lúc đầu mẹ nhìn hình mẹ kêu tam giác cân thầy. Ui góc này vuông này, góc này vuông này, góc này vuông này, góc này vuông nhá, góc này là của tam giác này này, hiểu chưa? Sai hơn hiểu chưa? Rồi ra bao nhiêu bài này, ra bao nhiêu? 17 Đếm 17 hình ạ. rồi 17. đếm nó ra nhá. Rồi xong. Thế có khi nào đếm nhanh không nhỉ? Ui, thầy thích tư duy của các em nhỉ, thế hệ của các em hay thật, thích cái gì cũng nhanh, cái gì cũng đòi công thức hết hả?
Bài này dạng này chỉ mỗi cách là đếm thôi con ạ. Đếm lần lượt như thế này. Đếm từ hình nhỏ, phương pháp là đếm từ hình nhỏ đến hình to nhá. Được chưa? Rồi. Thầy ơi, thế câu 20 làm kiểu gì à thầy? Câu 18. Câu 18 này. Cho hình chữ nhật ABCD, A B C D tam giác vuông E D C. Cái này 12, cái này 16, cái này 20. Nó hỏi gì ấy? B C à? Tính độ dài BC, B C chắc là là gì? chiều rộng, tính chiều chính, tính chiều rộng thôi. Bởi ơi, trời ơi, trời ơi, bài này hay quá rồi các con ơi. Nhìn nhá. Nhìn vào đây. Ai chà, ai làm được câu này đây? Nhìn một cái là ra luôn đấy. Không biết làm luôn hả? Miên biết làm không? Ngồi thẳng lưng lên, làm như này đi, xong giải chỉ ra. Nó hay lắm. Bài này phải liên quan đến hình tam giác các em nhá. Hình tam giác thế thì có thấy rằng cái đoạn này là cái hình này này. Hình tam giác là E DC không? Có thấy EDC không? Em mới thấy chưa? Thầy. EDC cái này là góc vuông đúng không? Đúng Vâng. không? Vậy thì mình sẽ thấy được là bây giờ ấy, nhìn ở đây ấy, thì nối xuống đây ấy, hiểu không? Vậy suy ra cái hình số 1 S1 sẽ bằng S2 chưa? Và S3 bằng S4 chưa? Hiểu không? Điều đó có nghĩa là mình suy ra được là S1 cộng 4 bằng S2 cộng 3 đúng không? Tức là S của hình tam giác EDC này nó bằng 1 phần 2 của hình chữ nhật đúng không? Đúng không? Vậy muốn biết được, muốn tìm được BC ấy, thì lấy diện tích của hình chữ nhật mình chia cho 20 là ra đúng không? Hiểu ý chưa? Rồi, muốn có được diện tích hình chữ nhật ấy thì bằng S của hình tam giác này nhân 2 đúng không? Rồi, như vậy xong rồi gì nữa? Làm như sau này. S tam giác EDC thì bằng là 16 đáy nhân chiều cao chia 2. 16 nhân 12 chia cho 2 bằng bao nhiêu? Bằng 96 không? Ui rồi. Học sinh siêu thế, thầy nhẩm cái ra. Nhìn đây. Lấy 12 chia 2 bằng 6. Thì lấy 16 là nhân 6 là 96. Ok. Nhanh chưa? Hiểu chưa? Rồi. Thế từ đây mình suy ra được là S của hình chữ nhật. S hình chữ nhật bằng gấp đôi đúng không? Bằng 96 này nhân 2. 96 nhân 2 bằng nhiêu? 192 không? Đúng chưa? Rồi, từ đây ấy mình có S hình chữ nhật rồi ấy, mình suy ra được BC chưa? BC là 192 mình chia cho chiều dài, tức là chia cho 20 chưa? À, chỗ này thì nó lại liên quan đến ấy là chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số tập phân. Ai biết chia rồi giơ tay lên. Đấy, nhiều bạn biết chia thế. Ra Hưng xem nào, chia xem nào. Nhìn hướng dẫn chia này. 1 192 9 2. Hướng dẫn chia chia luôn này. Chia 20 20 rồi chia như nào? thì 192 chia cho 20 thì được 9. À, bằng Dụ 9, viết 9. bên kia là 12 tổng 92. À, 9 2 18 là 180 dư 12 rồi xong sao nữa? Xong rồi đánh dấu phẩy vào số 9, đằng sau Đánh số dấu 9. phẩy vào bên phải của Bên phải số chữ 9 thì ghi thêm chữ số 0 vào bên phải số 2. viết thêm 0 vào bên phải ở đây. Xong rồi lấy 120 chia 20 được 6. 6.
6 nhân Xem sao. 20 120 hết chưa? Là 9 với 6 bấm vào đây. Lớp hiểu chưa? Rồi ạ. Rồi hay quá, vỗ tay xem nào, ai thấy hay vỗ tay xem nào. Mình phải hiểu được cái kiến thức là diện tích của tam giác nữa nhá. Rồi. 1 phút làm đi nhanh tay. Nào câu 20. Ai đã được câu này? Tính chu vi miếng gạch này. Ai tính được không? Ui, bó tay à? Bây giờ chuyển này đến đây. Chuyện này đây được không? Cái này xoay đây, hiểu ý không? Hiểu không? Cái này xoay đây, cái này xoay đây, thế cả cái này xoay đây, như vậy mình đã nhìn thấy cái viên gạch này nó chính bằng mấy mấy lần hình vuông tô đậm này. Hình như là 4 lần ạ. Thật không? 5 lần Một ạ. này, 5 lần thôi. hai, ba, 5 lần. bốn, cái này nữa là năm, đúng chưa? Này nữa là năm. Rồi, đấy là diện tích. Thế thì mình có được diện tích phần tô đậm có diện tích là từng này. Tám nhân năm. Lấy 64,4 à phải 8 này nhân 5 được chưa? 324. Rồi, lấy 60 tức là S của viên gạch thì bằng là 64.8 nhân với 5 bao nhiêu? Tính nhanh thì bao nhiêu? Rồi, đấy là diện tích một viên. Thế có diện tích một viên rồi thì mình tìm được cạnh không? Đây là diện tích nha, chứ không phải là chu vi đâu. Mày hai ạ. Có phải là chu vi đâu mà mình lại 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 chia cho 4. 324 bằng 18 x 18, suy ra cạnh hình vuông 18. À đấy. Đấy mà điều thì cần đấy, đây là diện tích mà. Diện tích thì bằng cạnh nhân cạnh mà con. Mà 2 324 chính là bằng bao nhiêu nhỉ? 18 nhân với 18. 18. Tức là có nghĩa là cạnh Cạnh hình vuông hình 18. vuông bằng 18. Cạnh hình Cạnh vuông bằng hình vuông 18 thì mình sẽ suy ra chu vi của nó là 18 x 4 bằng 72. bằng 72. Bài A. Họ bảo tính chu vi mà. Hiểu chưa? Hôm trước có một 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 bạn nào Hiểu. đó, một mẹ bạn nào đó hỏi câu này, xong thầy đã hướng dẫn là vòng đến đây vòng đây tính ra diện tích, có diện tích rồi thì sẽ suy ra được độ dài cạnh. Độ dài cạnh thì tìm ra được chu vi. Nhưng mà lúc đấy vẫn chưa hiểu lắm là tại sao lại suy ra như thế, thì nó là như thế này, hiểu chưa? Rồi nhanh tay nào, bạn nào hiểu cho ra đây xem nào, hỏi thật đấy, ai hiểu cho ta lên, thấy dễ hiểu không, thấy dễ hiểu không nha? Mình phải tư duy cái chỗ này này, phải biến cái hình này trở về một cái hình giống cộng ấy. Chứ thật ấy, xong thấy rằng là có diện tích của một hình một ô rồi mình nhân với 5 là ra được diện tích của cả. Diện tích cả thì phải hiểu được là Mình diện tích thì bằng cạnh nhân cạnh, suy ra được cạnh rồi, có cạnh rồi mình nhân 4 là ra chu vi nhé. trời cái này cầu thang đó không làm nữa. À rồi bình tĩnh, đây là câu B này. Rồi Okay, thầy. cái bài cầu thang này, nhưng mà bạn bạn nào chưa biết làm cho tay lên, chứng tỏ những bài này là những bạn chưa biết làm là chưa đọc cái tài liệu thầy gửi rồi. Nào, một bậc hoặc hai bậc mỗi lần, xin mời Bảo Trâm làm xem nào.
Thưa thầy, là bước thứ nhất mình có thể đi lên được một bậc. Tôi đã số bậc. Còn đây là số cách nhá. Rồi số bậc này. Có một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc, năm, sáu, bảy, tám, chín. Rồi bây giờ nhìn tiếp. Rồi nói đi. Khi bước lên bậc số 1 thì có mấy cách? Một cách ạ, cách ạ, Một. Lên bước lên bậc 2 là mấy cách? hai cách ạ, cách ạ. Hai cách, bởi vì như thế này. À, thầy là siêu đồ họa. Vẽ một cầu thang không vuông vắn lắm. Nhìn nhá. Khi bước lên bậc số 1 thì có một cách thôi, bước lên 1 là xong, hiểu không? Nhưng bước lên bậc số 2 thì bước lên đây xong lại bước lên đây là một cách nhá. Cách số 2 bước thẳng lên đây luôn là hai. Hưng ơi, Tuấn ơi, hiểu này chưa? Tuấn nhìn nhá, Tuấn chưa hiểu, Tuấn không nhìn. Hiểu này chưa? Nhìn vào mới hiểu được. Khi bước lên bậc số 3 thì sẽ có được là 1 1 1 rồi Hai lại 1 2 2 hai1. một Đúng không? Vậy đây là ba cách này. Nhớ là chỉ được bước lên một bậc hoặc hai bậc thôi. Khi mà để ý thầy chỗ này quan trọng. Bậc nào bị hỏng thì số bước là bằng không. Chẳng bao giờ bước vào cái bậc bị hỏng cả, ngã dập mặt ngay. Đúng không? Hiểu chưa? Vâng. Rồi, vậy thì giống như cái bài bình thường vậy, bây giờ lên 1 cộng 2 3. Vậy đây sẽ là 3 cộng 0. 3 cộng 0 để vẫn bằng 3. Khi bước lên bậc 6 vẫn là bằng 3 thôi. Đây đây. Lên được vậy là 6. Ờ đây, nhớ cái này đó. 2 2 cộng 1 bằng 3. Ở đây là 0 thì 3 cộng 0 bằng 3. 3 0 cộng 3 này vẫn bằng 3. Vậy chỗ này bằng 6, chỗ này bằng 9 9, thì đây là 15 10. 15 15, chọn của A, hiểu chưa Tuấn? Hiểu chưa Hưng, đẹp trai hiểu chưa? Rồi. rồi. Rồi làm vào đi. Đấy, làm nhanh tay. Số bậc là như này, số bước. Nhớ cho thầy là số bước bậc lên à, bước lên bậc mà bị hỏng thì số cách bước bằng không nhé. Nhớ điều đấy cho thầy. Đấy câu 21. Đấy nếu như những bài này nếu mà những học sinh mà không không đi ôn không đi học không biết làm đâu. Xong rồi lại bảo là thi cử là do số phận, không có đâu. Làm gì có chuyện số phận. Thầy nào không tin vào số phận đâu. Ai nói với thầy Nam là do số phận không có đâu. Thầy sẽ lý luận, có thời gian thầy sẽ chia sẻ cho lớp mình một số những kiến thức về phát triển bản thân mà giáo viên Việt Nam hầu hết không biết. Bởi vì thầy Nam mất mấy trăm triệu đi học mới hiểu được tư duy đó. Bây giờ tập trung vào đây đã. Có 10 học sinh tham gia một cuộc thi, có Mình năm 4. trước thầy giảm. Bạn đã nói rồi đúng không? Nhưng năm trước nó là 15. Rồi. Thế bài này làm tương tự thôi, không phải nói nữa. Nào Tuấn nói đi xem nào, bằng bao nhiêu? À, cách làm nó cách làm đi. Phép tính. Trăm lấy 10 nhân 9 nhân 8 nhân với chia 4 chia 3 chia 2 chia 1. Đúng rồi. Bằng bao nhiêu? Rồi. Xong cứ làm như vậy cho thầy hiểu không, hiểu ý chưa? Chọn 4 trong 12, trong 10 cứ làm như thế, còn những câu khác làm tương tự như vậy. Ai ai vẫn chưa biết làm thì ra lên, biết làm hết rồi đúng không? Ai biết làm rồi giơ tay lên. Ai hiểu rồi để hôm sau gặp như này, ngày mai ngày kia gặp như thế, cứ thế mà làm nhé. Rồi phải làm như thế thì mới có cơ hội điểm cao chót vót được nhá.
Đâu kiểm tra xem nào. Đúng 210 rồi, chuẩn rồi. Bài này rất nghi. Ui gì á? Ui làm như nào? Này, bài Đủ 20 bỏ qua là không thầy. Rồi 15 20 phút nhân 1 giây. bằng 15 phút bằng 300 giây. Giấy 300 nhân 2 miết là 600 miết. Rồi xong, ok. Hiểu lắm là hiểu chưa? Ai chưa biết là con này cho ta lên. Vinh biết làm chưa? À, câu này con đúng rồi ạ. Ok. Rồi chuẩn rồi đấy. Nhá. Thế ai làm sai câu này? Nói đi, giơ tay lên. Giơ Cái tay câu lên nào? làm sai. Hoặc chưa làm được. Thành thật với nhau Cái câu đi. Thầy thích trả lời thật. Bài này hôm trước chúng ta thầy chỉ có một cách, hai cách rồi nhỉ. Thôi rồi làm cách nhanh nhá. Làm nhanh này. Tìm số cặp. Bước 1 tìm số cặp. Bước 2 đừng lấy số các số họ cho nhá. Số các số nguyên trừ số cặp, đây là công thức, cộng 1 sẵn. Bây giờ nhìn này. Đây là bước 1. Step 1. Đây là công thức đỉnh cao nhá, hai bước là xong. Còn bạn nào không biết cái này thì ngồi cả tiếng đồng hồ, cả ngày chẳng ra, không biết làm thế nào. Chọn bừa. Nhìn này. Làm nào tìm số cặp. Bây giờ hôm nọ mẹ Tuấn hai mẹ con ngồi xem cài, bảo là cài, nghe nói rằng là tin đồn mạng xã hội là cài nát video của thầy mà vẫn chưa hiểu như đây. Từ 20 đến 99 thì bây giờ mình muốn tìm số cặp để có tổng bằng 60 thì cái số bé nhất họ cho là bằng 20 mà. Hiểu không à? Lớp mình có hiểu chỗ này không à? Thế có 20 cộng với 40 có bằng 60 không à? có Rồi một bên tăng và một bên giảm đi thì tức là 21 cộng với 21 39. cộng 39 bằng 29 60 không à? Và cứ như vậy cho đến bao nhiêu nhỉ? cho đến 29 31 24 cho 29 đến 29 cộng 31 được 29 không ạ? cộng Vẫn bằng 60 đúng không ạ? vâng ạ Thế từ vâng đây ạ suy ra được bao nhiêu cặp, có biết tính số cặp không ạ? 10 cặp. 10 Có. Có 10 cặp. Làm sao biết được 10 cặp ạ? 29 trừ 20 cộng 1. Đang là Ok. cái Một gì nhỉ? chúng thấy rằng là một nhóm là chạy từ 20 đến 29, một nhóm là từ 31 đến 40. Vậy lấy 29 trừ đi 20 cộng 1 à? Thì bằng 10 cặp à? Hiểu chưa? Vâng ạ. Hiểu chưa các thiên tài tương lai, hiểu chưa? Rồi ạ. Rồi. Rồi ạ. Vỗ tay xem nào, vỗ tay xem nào. Mình hiểu rồi, vỗ tay xem nào. Rồi, có số cặp rồi, xong bước 1. Bước số 2, nhìn này. Đâu là số các số nguyên? Đây này. 80. 80 ạ. À 80 ạ. 80. Bây giờ phải 80 chứ 10. Cấp 1. Đúng rồi. Thế Mà cộng 1. chúng Thế 80 chưa đến 10 cộng 1. mình Thì là ra được 7. Nhưng thầy ơi, ở trong Đáp đấy án là 72 ạ. đáp án là 72 72 thì đúng rồi. ạ. Cộng 2 thì đúng như thầy. Từ từ Bởi từ vì cái này người ta bảo có hai số rồi đúng hai như từ thầy. từ 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 để kiểm tra lại nhá. Đáp án sao là 72 được? Để kiểm tra lại bị nhầm gì nhá, 80. Là bài 2 mà thầy. Được được Đấy. đấy. Rồi được rồi. Cảm ơn các em, để thầy kiểm tra lại. Có thầy đây rồi không phải lo. Công thức sao mà nhầm được. Chỉ nhầm đáp án thôi. 29 mà trừ đi 19, từ 20 đến 29 là 10 cặp, đúng rồi. 10 cặp là chuẩn rồi. Lấy 80 trừ đi 10 cộng 1 là 71. Không nghĩ mà em nghĩ là phải cộng hai chứ thầy. Không. Em nghĩ là có hai số. Bây giờ nghe này, rồi được rồi, thầy sẽ giải thích cho tại sao cộng 1. Nghe nhá. Cho thầy ít ít phút, thầy sẽ giải thích cho vì sao cộng 1. Trừ đi 10 tại sao lại trừ đi 10? Con biết tại sao trừ 10 không nào? Có. Nói đi Bởi sao? vì bởi vì đấy là có số 10 cặp thì có 20 10 cặp. số thì mình sẽ chọn hết một bên
là trừ ngũ cộng là cộng với 10. Rồi. Rồi bên còn lại, cái bên còn lại thì mình không chọn thì mình trừ đi 10 là mình chọn 10 thôi. Xong Rồi. rồi nếu mà cái đấy nó có ba, nó bảo là có, mình cần phải xem có bao nhiêu số, có tổng được 60 thì mình sẽ lấy cộng với số đấy. Thế tại sao cộng 1 mà không phải cộng 2? Trường hợp xấu nhất Bởi vì chỗ này này bạn Hưng giải thích chỗ 10 trừ 10 là đúng rồi, lúc mình hiểu này chưa? Tức là 10 đây là 10 cặp, nhưng mà 10 cặp chính là 20 số, là 10 số bên này và 10 số bên kia. Vậy trong trường hợp xấu nhất thì mình bỏ 10 số bên này ra ngoài thì còn lại 70 số đúng không? Có đúng không? ạ. Hiểu không? Hiểu chưa? Thế thì Có. tại sao được cộng 1 khi bỏ đi 10 rồi? Ví dụ bỏ những số từ 20 đến 29 rồi thì còn lại 70 số. Thì 70 số đấy ấy, nó không có cái số nào, không có hai số nào, không có hai số nào cộng lại với nhau để bằng 60. Bởi vì nó chỉ có 10 cặp này mà 40 phải ghép với 20 cơ mới được 60. 39 phải ghép với 21 mới được 60. Nhưng mà từ 20 đến 29 là chạy đi đâu rồi? Chạy ra ngoài rồi. Hiểu ý chưa? Như vậy cộng thêm một đây ấy, nào gọi nó về. Nếu như số 20 mà vào thì 20 sẽ được ghép với 40 để được 60. Còn nếu mà một này mà nó trúng vào 21 ấy thì nó ghép với 39. Và cứ như vậy, một này nó đúng vào 29 ấy thì nó ghép với 31 để được 60. Nên là cộng 1 thôi, Hưng ạ. À, con hiểu chưa? Lớp mình hiểu chưa? Hiểu Rồi chưa? ạ. Rồi, đấy nhá. Ok. Đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng chưa? Rồi, bây giờ kiểm kiểm tra xem Rồi. đáp án xem là cô giao tích là 71 hay 72. Úi giời, cô tích nhầm đấy. Phải là 71 nhá. 72 bị sai. Rồi, cảm ơn các con nhá. Cái chỗ nào mà vướng em phải hỏi thầy luôn nhá. Rồi, bởi vì nhiều việc có khi em bị nhầm là bình thường nhá. Rồi, sorry anh chị, thôi các em cái này là 71 nhá. Bây giờ thầy có một bài toán khác cũng như này, nhưng thầy muốn hỏi này. Bây giờ chọn à, cho 70 số, làm nhanh như thầy xem nào. 70 số từ 70 số hả? Hai 70 số thì từ 10 đến mấy? Đến 79 không? khóa cửa chưa? Có 10 mảnh 9. Đúng không? 70 số từ 7 từ 10 đến 79. Bây giờ chọn hai số cho gần, chọn ra lấy ít nhất bao nhiêu số để chắc chắn rằng là để có được là hai số có tổng bằng 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 40 đi. Ví dụ thế. Rồi xin mời. Bài này tính nhanh nha thầy. Áp dụng ở kia làm tương tự như vậy. Tính nhanh. Comment xuống kết quả. Ui rồi, chiều đấy. Nhưng mà làm như nào? Làm như nào? Dương Văn Tuấn nói đi. Phải làm được mới hiểu được. 10 có 30, 11 có 29, 10 từ 12 8 có với 8, 30 bằng 40. 11 cộng 29 bằng 40. 29, Rồi. 40. Đến bao nhiêu? Đến 19 có 21. Đến 19 cộng 21 đúng không lớp mình nhỉ? Bằng 40. Rồi, không sao nữa. Có bao nhiêu cặp? Bây giờ em sẽ lấy
Em trả lời 7 70 trừ trừ 10 số À, có có về 10 cặp lá. Hiểu không? Tức là có 19 trừ cho 10 cộng 1 bằng 10 cặp. nói 19 trừ 10 này. Rồi, từ đây suy ra lấy bao nhiêu? Con lấy 70 trừ 10 cộng 1 thì bằng 81 số. Đấy, lớp mình hiểu chưa? Hay không? Bao nhiêu bạn thấy hay, giơ tay like và vỗ tay cái xem nào. Được. Bố bé bé rồi, bố to, bố mẹ đang ngủ. Được. Rồi, giỏi lắm, xuất sắc. Hiểu chưa? Lớp hiểu chưa? Vinh ơi hiểu chưa? Phương Linh hiểu chưa? Hưng Mộc Miên ơi hiểu cho con, Bảo Hân, Gia Hưng, Ly hiểu chưa? Rồi đấy, cứ làm như thế nhá. Rồi học một cách thôi. Còn một cách khác nữa, nhưng cách thứ hai nữa là chia thành ba nhóm cho nó loằng ngoằng. Rồi cách này là nhanh hơn nhá. Rồi xin mời tiếp theo xem nào. Câu cuối cùng nhá. Ui câu này dễ rồi. Câu 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 này lúc nãy nói rồi nhá. Câu này nói rồi đúng không? Bây giờ nhìn đây. Ai chưa làm được câu này cho ta đi. Lúc nãy ai làm sai? Đây vẫn là một đúng không? Một. Một, một thôi. Một đây, một, một. Đây là hai, để ý chỗ này, đây là ba. Quan trọng nhất chỗ này này. Chỗ đây vẫn là hai đây này. Hiểu không? À. Bạn nào không biết đánh số 3 ở đây sai ngay. Đây là hai thôi. Bởi vì từ thứ hai này chỉ chuyển chỗ này. Hai đây chỗ này này. Vẫn là hai thôi này. Hai thôi. Từ đây đi lên đây vẫn là hai chỗ này đây. Chỗ này mới là 5 này. Và chỗ này là 6 này. Ba Đây là 3 này. năm Đây là 5 này. Đây là 10. một Đây là 4. bốn Thì đây là 14. Đây là 20. Đây là 5. năm Đây là 19. mười chín Đây là ba chín 30. chín 9. 39 Hiểu chưa? và Hiểu ý không? đó. Đó. Rồi. Thầy có một cái bộ tài liệu những dạng toán này và rất nhiều những dạng toán khác dành cho học sinh lớp 4, lớp 5 như các em mà học bộ đấy. Học bộ đấy thôi. Thầy thấy nó rất hiệu quả. Rất nhiều học sinh đã học rất hiệu quả rồi. Có bạn nào muốn tìm hiểu không? Được. Nhưng mà thầy hỏi là có bạn nào hỏi thêm câu hỏi nào khác trong dạng đề này không? Hỏi gì nữa không? Ok. Nào. Thầy ơi, Thôi. thầy thầy giảng hộ mẹ con nhà em cái bài đếm hình hôm em gửi, em đếm theo khoanh khoanh của thầy, khoanh màu tròn nhưng mà cũng không ra được thầy ạ. Chắc là phải thầy giảng thì mới hiểu chứ còn Có phải là cái nhà này á? cái hình mà hôm em gửi cho thầy đấy ạ, cái hình đấy nó có nằm ở trong cái đề vòng loại đấy thầy ạ, em sợ là nó vào đề đấy ạ. Đây ạ, à, để em gửi ạ. À. Em gửi ạ. À. Rồi chị gửi Zalo đi nhá. Vâng ạ. Lớp mình chờ là một chút, thầy mở Zalo luôn. Bài này để giải quyết được bài này ấy thì đầu tiên phải hiểu cái này trước. Phải hiểu cái chuyên đề này trước đây. Phải hiểu như này. Cái bài màu xanh xanh này này. Phải hiểu cái bài màu xanh xanh này trước nhá. 1 2 3 4 5. Rồi. Hiểu cái này chưa? Vậy bây giờ nhìn đây. Đếm hình chữ nhật trong cái hình màu xanh này trước. Thì mình sẽ có được đây là 1. Đây là 2. Lấy 1 cộng với 2 thì bằng mấy? Ba Bằng 3. 1 2 ba 4 bốn 5 năm mười với lăm lại bằng 15. ba trăm mười lăm nhân Rồi 45 xong. Bây giờ nhìn đây. Cái hình màu xanh này có giống cái hình này không? có
Tức là mình đếm phần này trước, hiểu chưa? Lớp hiểu chưa? Rồi, À. đếm tiếp phần này cho thầy. Nào mấy? Cái này ấy, đếm cái này ấy thì cũng làm tương tự như này. Mình đánh số 1 2 3 4 5 là 15 đúng không? Riêng này không là 15 đúng không? Vâng ạ. Rồi, cộng với 15 được 60. Xong. Phải đếm này thế này. Đếm cái siêu hay này. 61. Đây có rồi nhá, cái này là có rồi nhá, không đếm nữa nhá. 62. 63. Hiểu chưa? Hiểu không? Vâng. Tính tiếp này Đó. này. 64. Hiểu ý không? À. Rồi. Tính từ đây nhá, là 64 này. Tính đây luôn, 65, 66, 67, 68. Được chưa? Số 8 nhá, chưa đủ đâu. Tính từ đây này. Từ đây này. 69 này. Đúng không? Hiểu ý không? 70, 71, 72. Bởi vì nó xuất hiện có hình này mà. Đúng không? 72 nha. Từ đây đây. 73, 74, 75. Từ đây đây có rồi. Nên không tính nữa. Đây là 76. Chị kiểm tra lại có đáp án nào 76 không? Thầy ơi, cái chỗ này thì em hiểu, nhưng mà cái cột con mà nó ấy này, em đếm đi đếm lại làm sao mà không được 15. À đây, ra 15 Vâng ạ, đây. thầy giảng hộ em cái chỗ ý ạ. Cái cột cột này thì bây giờ lại phải nhìn vào đây. 5 cột đúng Cái cột không? con cái cột thẳng là cái cột thẳng thầy ạ. Cái Rồi. cột dọc đấy thì em hiểu, nhưng cái cột thẳng mà để được 15 ấy ạ, là em không À hiểu được rồi ạ. được, bây giờ chị Vâng nghĩ ạ. nhá, bình tĩnh. Cứ vội vàng đấy. Bây giờ cái này thì đánh số vào đây. 1 2 3 4 5 cộng hết lại bằng 15. Hoặc là cách một cách khác, làm cách lâu hơn đúng không? Muốn làm cách lâu hơn gì? 1 2 4 5 là 5. Từ đây đây là 6 7 8 9, đây là 10 11 12, đây là 13 14, đây là 15. Đấy. Làm cách này cho nó lâu hơn. Còn nếu muốn làm nhanh hơn thì đánh số đây 1 2 3 4 5 cộng lại bằng 15. Xong. Bây giờ từ hình này thầy biến nó xoay dựng đứng nó lên thì nó chính là hình này. 1 2 3 4 5. Hai mẹ con Tuấn hiểu chưa? Dạ anh hiểu rồi thầy ạ. Rồi. Lớp mình hiểu này chưa? Rồi. Rồi á. Bây giờ nhìn tiếp. Vậy thì bây giờ lắng nghe thầy nói điều này. Nó sẽ xuất hiện trong bài thi một câu đếm hình này. Đếm hình chữ nhật hoặc đếm hình vuông. Vậy thì đây là dạng bài toán đếm hình chữ nhật mà nó có lồi và có lõm. Thì mình tìm cho thầy đếm cái phần mà nó thầy gọi nó là cái phần nguyên vẹn trước, cho nó đẹp đẽ trước, trọn vẹn trước, sau đó đếm phần còn lại, tức là phần lồi hoặc phần lõm. Phần lồi thì cộng nó vào. Lớp hiểu chưa? Rồi, đấy là hình chữ nhật nhá. Bây giờ thầy xóa này đi, thầy sẽ cho chúng ta một bài toán về hình vuông. Nào, còn nhớ bài toán về hình vuông không? Bây giờ nhìn thầy ví dụ bài này như nào nhỉ? Đây, hình vuông nhá, hình vuông nhưng mà nó vuông nó không không trọn vẹn. Thế còn vuông trọn vẹn thì dễ rồi. Đây, đây. Thôi mình cứ coi nó đang tất cả hình nhỏ nhỏ đều là vuông nhá. Ok không? Rồi bây giờ nhìn này.
tranh thủ mà vẽ vào. Đây là một hình, nhưng mà thầy phải dạy chúng ta một bài hình chứ mình hình khác trước. Trước khi học hình đen đen này, học cái hình này trước, hình làm cái hình trọn vẹn trước. Hình trọn vẹn là hình này. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, bốn. Rồi. Có nghĩa là số hình của cái cạnh này nó bằng nhau. Đây. Nhìn vào phần bên màu đỏ trước. Đánh số 1, 2. Đánh phải sang bên trái sang, bên phải sang đều được nhá. Đánh bên trái sang cho thuận. 3, 4. Thì đánh dưới đây lên là 1, 2, 3, 4. Vậy thì số hình vuông, số hình vuông của hình này sẽ là 4 nhân 4 cộng 3 nhân 3 cộng 2 nhân 2 cộng 1 nhân 1 bằng 30. Ok chưa? Xong chưa? Rồi. Thế bây giờ bài bên này nó không có vuông như này. Nó không phải là 4 nhân 4 như này. Mà đây là mấy? Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn ở đây nó chỉ có mấy? 1, 2, 3, 4. Vậy đố bạn nào đếm được số hình vuông trong bài câu này? Bắt đầu giơ tay lên này, giơ tay lên. Ai chưa biết làm giơ tay lên, hỏi thật. Chưa biết làm thử giơ tay lên. Chưa biết làm giơ tay lên. Để ngày mai còn làm được. Ngày mai nó rơi đúng vào dạng bài này thì mình làm được. Rồi đấy. Nào, bài này thì lại làm như thế này. Lấy 7 nhân 4. Đánh số nhá, từ trái sang phải, từ bé đến lớn nhá, từ bé đến lớn như này nhá. Cộng với 6 nhân 3. Cộng với 5 nhân 2. Cộng với 4 nhân 1 là xong. Hết. Hiểu chưa? Rồi vẽ vào hình vào đi. 7 nhân 4 cộng 6 nhân 3 cộng 5 nhân mấy nhỉ? 5 nhân 2 cộng 4 nhân 1 bao nhiêu đấy? 60. 60 à? Tự tính nhá, thầy không tính đâu. Rồi đấy, vẽ hình vào để mà hiểu, để hiểu. Đây là đếm hình vuông nhá. Còn đếm hình chữ nhật thì phải lấy cộng vào 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 6 cộng 7 7 bằng 28. 28 nhân với 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1 tức là nhân với 10 bằng 280. Cho mới hiểu cho con. Nó mới hiểu chưa? Rồi. Thế sao số 1, 2, 3 kia là vứt ạ? Cái nào? Số 1, 2, 3 còn thừa không được khoanh này á Cái thầy. này á? Vâng ạ. Bỏ nó đi, đếm hình vuông nhá, đếm hình vuông không cần thiết, mình đánh số để mình hiểu thôi, còn mình không đánh nữa, nó xong rồi nhá. Cứ làm đến đây, đến đây nếu như mà nó 5 thì là 7 nhân 5 thì cuối cùng là 3 nhân với 1, hiểu không? Còn đây nó chỉ đến 4 thôi, thì cứ lấy hai cái số này ở trên to này nhân lại với nhau, cộng với hai số dưới theo to tiếp theo, xong lại cộng tiếp theo đến hết thì thôi, đến hết một bên này thôi nhá. Tất cả những gì mà cần thầy cần dạy cho các con để vượt qua vòng loại, thầy đã dạy tất cả rồi. Thầy không còn giữ cái gì nữa của vòng loại này. Vòng loại thôi nhá. Còn vòng chung kết, nó còn những dạng bài vòng chung kết thì đến vòng chung kết thầy sẽ dạy cho các em. Tớ mới đồng ý chứ. Ok. Bao nhiêu bạn tự tin là mình vượt qua vòng loại rồi cho thầy đây. Đến giờ này mà không tự tin nữa thì hơi khí nhỉ. Đúng không? Rồi, làm bài thật. Vòng loại là được bao nhiêu điểm Từ là từ. quả? Nè nè. No, 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 no. Đúng Con này. đừng hỏi thầy câu hỏi khó thế. Thầy có phải là tiên tri đâu. Nhá. Phấn đấu làm kịch kim luôn. Nhá.
làm tối đa 100 điểm đi. Đừng nghĩ đến bao nhiêu điểm mình qua, sao tư duy như thế nó thấp. Nên phải tư duy lớn lên, mình phải đạt được 100 điểm. Làm cẩn thận. Làm hết khả năng thì thôi. Hiểu ý chưa? Nhá. Nhưng mà phải căn thời gian làm, chứ không một tiếng rồi căn thời gian mà làm. Đấy. Rồi, theo thầy hỏi nào. Bao nhiêu bạn muốn học tiếp với thầy ở vòng chung kết, thầy sẽ chỉ cho tất cả ở vòng chung kết tiếp. Được chưa? Rồi. Bạn hỏi hỏi mẹ, các con hỏi mẹ xem bạn nào mà chưa đăng ký cái lớp vòng chung kết ấy, nói bố mẹ đăng ký lớp vòng chung kết. Ưu đãi hết ngày hôm nay đấy nha. Được chưa? Còn có mấy trăm nghìn thôi. Được chưa? Còn sang hôm sau thì lại đăng ký lại mất hơn 1 triệu thì nó lại phí ra. Được chưa? Rồi đây là chính sách chung của công ty rồi. Thì nói bố mẹ đăng ký nhá. Đăng ký rồi thì thôi, còn chưa đăng ký thì đăng ký. Đấy là việc số 1. Việc số 2 là à đây, thầy có một cái bộ tài liệu cho thầy 1 phút giới thiệu được không? Đồng ý không? Ok nhá. Đây tài liệu này, nếu các bạn nào Ok. cần, bạn nào cần tài liệu này thì thầy hỗ trợ cho này. Đang là file PDF nhá. Sắp tới thầy sẽ cho ra cái bộ lời giải chi tiết nhá.